Tuy vậy nhưng mà người Ukraine cho chúng ta thấy cái hiệu suất của các UAV và cuộc tấn công tầm xa vào đất Nga của họ trong tháng 8 vừa rồi đúng không ạ, là vượt trội so với bất kỳ tháng nào đã kết thúc trọn vẹn trước đây. Đấy, quý vị thấy đây, trong tháng vừa rồi đó liên tục là các cái khu vực hậu tuyến của quân Nga bị Ukraine tập kích đúng không ạ, với những đòn tấn công rất nặng nề. Điển hình chúng ta có thể kể đến cái vụ tấn công vào hôm 16 tháng 8 vào cái sân bay Savaleska ở Nizhny Novgorod của Nga. Quý vị biết đây là hôm vừa rồi, hôm 21 tháng 8 thì phía Ukraine. À vâng, xin cảm ơn quý vị Sơn Nguyễn rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị. Hôm vừa rồi 21 tháng 8 thì Zero Ukraine họ mới xác nhận cho chúng ta biết rằng là cái cuộc tấn công đó là nó đã làm cho cái sân bay này mất đến bị phá hủy 3 phi cơ và làm hư hại khoảng 5 chiếc khác. Trong đó có một chiếc MiG-31 và hai chiếc vận tải cơ chiến lược IL-76, tức là phá hủy 3 chiếc này quý vị nhé. Thế còn hư hại 5 chiếc khác có thể bao gồm một chiếc MiG-31, rồi là một vài cái máy bay khác thì chưa xác nhận. Mới hôm vừa rồi thì phía Ukraine họ lại tấn công vào cái sân bay Mariinsky ở khu vực Volgograd của Nga. Đó. Và lại phá hủy ít nhất một chiếc Su-34, một chiếc thì bị hư hại và một số chiếc khác ở trong những nhà máy, những cái nhà chứa máy bay mà nó lợp, nó giống như là các mái tôn ấy. Nó mái vòm thì chưa xác định được. Nhưng ít nhất là một chiếc Su-34 đã bị phá hủy. Đấy thì thông tin này là buổi sáng hôm nay đúng không ạ? Là quân sự mở đã gửi tới quý vị thông qua cái phần cập nhật. Đấy, nhưng mà nó rất đáng kể để chúng ta bàn luận ở đây. Quý vị biết đây là nó nằm ở trong chiến lược của Ukraine thôi và chúng ta đều có thể dự đoán trước được tình hình này. Chẳng qua là chúng ta không biết là bao giờ thì Ukraine mới có đủ UAV để tập kích những cái vụ tập kích liên tục như thế này đúng không ạ? Nếu như mà duy trì được một cái cường độ tấn công như thế này thì xin thưa quý vị là Nga có kể cả có chặn được 90% UAV của Ukraine nhưng mà 10% còn lại mà nó cứ gây ra những tổn thất như thế này, lâu dài như thế này thì quân Nga cũng không cách nào có thể duy trì cái phi đội máy bay của mình ở gần tiền tuyến Ukraine được. Và mới đây ấy, thì Hoàng cũng có đọc thấy một cái nhận định, nhưng mà bởi vì vội quá Hoàng quên mất là nó là nhận định của bên nào rồi. Xin lỗi quý vị, nhưng mà cái nhận định đó Hoàng thấy là nó rất xác đáng. Tức là cái bên đó, không biết là một tờ báo The Washington Post hay là Viện Nghiên cứu Chiến tranh hay là cái cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ấy, họ cho biết là sớm muộn gì thì các cái máy bay của Nga sẽ phải chuyển về các phi trường mà nằm xa xa khỏi cái tầm tấn công của Ukraine. Có UAV Ukraine mà quý vị biết rồi đấy, vừa rồi đúng không ạ, là UAV Ukraine họ tấn công lên tận cái khu vực Murmansk ở phía trên phía bắc này của Nga, Murmansk đó. Trước đấy thì họ tấn công vào một cái sân bay Olenia ở gần đây rồi. Thế nhưng mà mới đây thì họ tấn công vào cả một cái khu vực Murmansk này nữa. Và cái khoảng cách từ biên giới Ukraine ở phía bắc đây, họ đang kiểm soát đây mà lên tới Murmansk là nó vào khoảng 1.800 km. Thế còn cái khoảng cách từ biên giới Ukraine từ đây mà đến cái dãy núi Ural phân chia cái miền đồng bằng trung tâm của Nga và miền Siberia rộng lớn ở đây. Đấy, hoang vắng, rộng lớn, lạnh lẽo thì nó vào khoảng 1.700. Đến phía bắc này là khoảng 2.000 km. Hoàng dùng cái công cụ của Google Earth để Hoàng đo. Công cụ này tương đối chính xác. Đấy, tương đối chính xác. Và vì vậy quý vị ạ, Nga không, phi cơ của Nga nếu mà vẫn còn bám trụ ở vùng đồng bằng trung tâm này thì không chạy đâu cho hết nắng cả. Bởi vì quý vị để ý thấy không phải Ukraine là tung ra chiếc UAV nào là nó đến đích chiếc UAV đó. Không phải đâu quý vị ạ. Nếu nó đến đích tất cả những cái loạt UAV của Ukraine thời gian vừa rồi như 5-70 chiếc luôn thì các cái phi trường của Nga thực sự bây giờ không còn chiếc máy bay nào đâu. Đấy, Hoàng nói quá như thế nhưng mà thực sự nó cũng là một cái khung cảnh tan nát hơn bây giờ rất nhiều. Mặc dù máy bay của Nga bị tổn thất nhiều quý vị ạ, nó không đáng so với lại cái lực lượng cái nguồn lực mà Ukraine bỏ ra để chế tạo những UAV này. Thậm chí một chiếc phi cơ của Nga đúng không ạ, có thể mua được tất cả cái số UAV mà Ukraine từng phóng vào lãnh thổ của Nga cho đến thời điểm hiện tại cũng nên. Đấy, đấy là
Vâng, nói vui như thế quý vị nhé, chứ còn chưa có ước tính chính xác được, bởi vì giá của UAV của Ukraine là nó vẫn là một cái con số mà nó không cố định theo từng thời kỳ, nhưng mà nó là những cái vũ khí giá rẻ. Thế còn với phía Nga đúng không ạ, thì toàn là mất những cái vũ khí đắt tiền thôi. Thì cứ như kiểu này đúng không ạ, như kiểu này Ukraine cứ hôm nay phóng 50 chiếc, ngày mai phóng 30 chiếc và cứ vài ba chiếc trúng đích thôi. Đấy. Mà nó cứ gây ra những cái hậu quả như thế này thì Nga cũng sớm muộn không chịu được đâu. Và họ sẽ phải rời máy bay ra rất xa. Nhưng rời xa đến đâu ạ? Rời xa đến từ mà những cái khu vực như là Morozov ở dưới dưới Rostov-on-Don này đúng không ạ? Hay là những cái sân bay ở Voronezh hay là Nizhny Novgorod ở đây. Mà rời về phía mà gần cái dãy núi Ural nhưng vẫn ở phía tây dãy núi Ural này thì Ukraine vẫn tập kích được. Quý vị để ý xem là cái khoảng không gian mà Ukraine phải di chuyển nó dài hơn. Đấy, nó cũng khó khăn trong việc lập kế hoạch hơn, nhưng không phải là họ không vươn tới được. Và máy bay của Nga ở đâu là UAV của họ đeo bám lên đó, bởi vì là các cái công việc mà liên quan đến tình báo và trinh sát của Ukraine là đang thực hiện một cách khá là vượt trội so với Nga. Thế thì Nga bây giờ rời máy bay đi đâu đúng không ạ? Nếu như mà vẫn còn bám trụ ở đồng bằng trung tâm này thì chẳng chạy đâu cho hết nắng cả. Thế còn nếu mà sang bên phía phía đông của dãy núi núi Ural này, tức là bên phía Siberia này, thì nó còn cái tác dụng gì ở trên chiến trường Ukraine không ạ? Thực ra họ rời gần đến cái khu vực dãy núi Ural này quý vị ạ, thì nó đã là gần như là có rất ít tác dụng rồi. Bởi vì quãng đường bay đi bay về quý vị tưởng tượng là nó hơn 3.000 km đúng không ạ? Thế thì kể cả là mang theo thùng dầu phụ. Thế thì nó cũng là rất là cái công việc tác chiến rất phức tạp so với lại những phi trường mà cách tiền tuyến chỉ một vài trăm km thôi. Nhưng Nga chắc chắn thời gian tới sẽ phải thay đổi chiến thuật của mình và không dám neo đậu những cái hệ thống những cái phi cơ đắt tiền của mình ở gần tiền tuyến Ukraine nữa, không có cách nào để neo đậu ở gần nữa đâu quý vị. Còn ở lại đúng không? Còn ở lại thì còn bị tập kích. Ngay kể cả khi mà theo như những cái nhận định ở trong cái báo cáo đó. Đấy, mà Hoàng Hoàng cũng là thấy là trong cùng một báo cáo thôi thì họ cho biết là Nga sẽ có thể điều các hệ thống phòng không ở tiền tuyến về để bọc lót cho hậu phương. Nhưng mà xin thưa quý vị, hậu phương của Nga rộng như thế này đúng không ạ? Chúng ta chưa nói đến cái vùng Siberia này đâu, rộng như cái vùng đồng bằng trung tâm này thôi. Nó vài triệu km vuông thì Nga bọc lót làm sao được? Lấy bao nhiêu cái hệ thống phòng không ra mà bọc lót cho khu vực này đúng không ạ? Chưa kể những cái trung tâm quan trọng như là Moscow hay là Saint Petersburg hoặc là chính cái thủ phủ như Rostov-on-Don, những cái thành phố thủ phủ của các tỉnh ở đây thì họ đều phải phải bảo vệ rất là kỹ càng. Chính vì vậy mà Nga có thể là kéo hết các hệ thống phòng không ở mặt trận Ukraine về chăng nữa thì họ cũng chả thế nào mà bảo vệ được hết tất cả những cái mục tiêu trong lãnh thổ của họ và cứ hở ra chỗ nào là Ukraine tấn công. Nhưng xin thưa quý vị là rất khó có thể nào mà Nga có thể rút đáng kể các hệ thống phòng không ở tiền tuyến về đâu. Ấy, bởi vì dù sao thì tiền tuyến nó cũng là một cái khu vực rất quan trọng đúng không ạ? Tập trung quân đội rồi hỏa lực tất cả mọi thứ. Mà rút đi rồi Ukraine thoải mái tập kích thì có mà toi, đặc biệt là khi mà họ đã sở hữu những cái tiêm kích F-16 rất là lợi hại. Nói chung là so với phía Nga thì là F-16 là tương đối là một cái loại phi cơ tương đối tốt. Thế chính vì vậy mà Nga cũng không dám rút hết các hệ thống phòng không của mình ở mặt trận về. Quý vị còn nhớ không ạ? Các số liệu cho thấy là ở Crimea thời gian trước cao nhất thì có khoảng 5-7 hệ thống S-300 và S-400 gì đó. Crimea là một cái khu vực khá rộng lớn. Thế và bây giờ trên toàn bộ chiến trường Ukraine mà cứ cho rằng là nó cũng có mật độ bao phủ giống như Crimea đúng không ạ? Thì bây giờ Nga cũng chỉ có vài chục hệ thống S-300 và S-400 ở đây thôi. Mà rút đi đâu nữa đúng không ạ? Rút đi đâu nữa? Ngoại trừ những cái mục tiêu mà quan trọng trọng yếu ở nước Nga ra thì chắc là Nga cũng chẳng bao giờ có đủ các hệ thống phòng không này để mà bảo vệ cho nhiều mục tiêu khác, bao gồm cả những cái phi trường quân sự quý vị nhé. Đành rằng những phi trường quân sự này rất quan trọng, tuy nhiên nó sẽ không quan trọng bằng Điện Kremlin hay Moscow đúng không ạ? Hay là những cái khu vực nghỉ dưỡng của ông Putin ở Vandai. Chính vì vậy mà chắc chắn là những phi trường này nó tiếp tục sẽ trở thành cái mục tiêu tấn công của Ukraine, và quý vị thấy thời gian qua nó hiệu quả như nào đúng không ạ? Hoàng đang nói về cái mức độ tổn thất tuyệt đối của Nga chứ không phải là cái hiệu quả tương đối của UAV của Ukraine. Ấy, bởi tại sao thế ạ? Như Hoàng nói đúng không ạ?
50 cái UAV mà đến đích được 5 chiếc thôi, nhưng nó gây ra những cái tổn thất như là ở sân bay Morozov đúng không ạ? Phá hủy đến một cái kho đạn, hoàn toàn một cái kho đạn rất là lớn, rộng mấy hecta của Nga. Hay là tấn công vào cái sân bay Savasleka ở Nizhny Novgorod, hay là mới đây là cái sân bay Marinivka ở Volgograd, hay là Morozov đúng không ạ? Morozov vừa nãy Hoàng mới tường thuật với quý vị, và rất nhiều những cái sân bay mà trong tháng 8 vừa qua chúng ta chứng kiến. Đấy, chỉ một vài UAV thôi nó đã gây ra những tổn thất như thế, thì chắc chắn sớm muộn gì Nga cũng sẽ không thể duy trì cái phi đội máy bay của mình ở phía đồng bằng trung tâm nữa. Và rất nguy ngập cho Nga, rất nguy ngập cho Nga, bởi vì nếu thiếu như lực lượng, thiếu cái lực lượng không quân hỗ trợ cho tiền phương thì lực lượng ở mặt đất của Nga sẽ rất suy yếu. Vậy nên quý vị nào đang chờ đợi là F-16 bay lên tham chiến xuất kích đây quý vị ạ, thì có lẽ là tức là đối chiến với lại các cái máy bay của Nga, thì xin thưa quý vị, có lẽ là thời gian tới cũng không có nhiều cơ hội cho F-16 đâu, bởi vì các UAV của Ukraine họ đã dọn sạch ráo rồi. Điều này là rất tích cực với Ukraine quý vị ạ, đặc biệt trong cái tình thế nhũ nhương của thế sự bây giờ, khi mà Hoa Kỳ đúng không ạ, còn chưa chắc các gói viện trợ của Hoa Kỳ có đến tiếp sau cái cuộc bầu cử tổng thống vào mùng 4 tháng 11 sắp tới hay không đúng không ạ, với lại cái sự thay đổi lập trường hoặc là như thế nào đó. Nếu như mà cái cuộc đua tranh tổng thống Mỹ giữa vẫn còn là cái sự ganh đua giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump, thì Ukraine còn phần nào đó còn có cái niềm hy vọng rằng là cái chính sách vẫn tiếp tục, ít nhất là nó không thể tệ hơn thời ông Joe Biden được. Bởi vì dù sao quý vị biết đấy, là có quý vị sẽ nghĩ là ông Donald Trump sẽ tăng cường ủng hộ Ukraine ấy, hoặc là giảm bớt viện trợ. Tuy nhiên cái kịch bản mà có thể hy vọng đến của Ukraine là ông Joe Biden tiếp tục đắc cử đúng không ạ, tiếp tục tái đắc cử, thì nó còn diễn ra theo một cái chiều hướng nào đó. Nhưng khi mà bà Kamala Harris và ông Trump so kè với nhau, không còn cơ hội cho ông Joe Biden nữa, bởi vì ông ta đã rút lui khỏi cuộc tranh cử này rồi, thì quý vị biết không, vẫn là một cái dấu hỏi lớn to đùng đúng không? Với các viện trợ cho Ukraine, mặc dù châu Âu thì cho biết là họ vẫn sẽ hỗ trợ cho Kyiv. Vậy nên là chính Ukraine đúng không ạ, sử dụng nguồn lực của mình và chế tạo nhiều UAV hơn, vừa làm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của mình, vừa giảm bớt hạn chế vào các cái dòng viện trợ nước ngoài. Quá tốt đúng không ạ, quá tốt. Và chắc chắn quý vị, Hoàng dám chắc với quý vị, Ukraine có thể thiếu cái gì thì thiếu, nhưng không thiếu UAV đâu. Và thời gian tới quý vị sẽ thấy là cái hậu phương của Nga nó loanh tanh bành, nó tan nát hết, nó không còn cái gì ra cái gì đâu quý vị ạ. Từ không quân cho đến các nhà máy lọc dầu, cho đến các cái nhà máy quốc phòng. Nhà máy quốc phòng thì gần như rất ít khi là được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không. Cùng lắm chỉ có To hay búp thôi, chứ không có S-300 hay S-400 bảo vệ những cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga ở khu vực đồng bằng trung tâm đâu. Còn có một vài cái nhà máy sản xuất máy bay chẳng hạn đúng không ạ, ở khu vực Siberia thì chắc là Ukraine cũng không vươn tới được. Tuy nhiên là quậy nát những cái cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga ở miền đồng bằng trung tâm, nó đã là quá đủ với Ukraine để mà có thể đạt được những cái lợi thế nhất định ở trên chiến trường rồi. Đấy, rất là lớn. Mà thời gian tới quý vị biết đấy là UAV của Ukraine nó sẽ bay dập trời. Thực sự là nói câu này ra thì hơi quá quý vị ạ, nhưng mà Nga sẽ rất khó để chống đỡ lại những cái đoàn tấn công UAV này của Ukraine đấy. Mới đây thì hãng tin AP của Mỹ cho biết là Hoa Kỳ đang chuẩn bị một gói viện trợ đến 125 triệu đô cho Ukraine. Thế mặc dù ở trong cái bối cảnh nhập nhằng giữa cái việc suy đoán của Hoa Kỳ giữa các mục tiêu của Ukraine ở Kursk, mục tiêu thực sự của họ là gì, tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn quyết định viện trợ. Viện trợ một số tiền cũng không lớn lắm, nhưng mà cũng là một cái sự bổ sung khá tốt cho Ukraine ở thời điểm hiện tại. Có những cái gói viện trợ cho đến thời điểm hiện tại là của Hoa Kỳ lên tới 3 tỷ đô, thì 125 triệu đô không phải nhiều. Nhưng mà về đạn dược, nói về đạn dược chủ yếu là HIMARS hay là tên lửa phòng không, hay Javelin và các tên lửa chống tăng khác, thì nói chung nó cũng
cũng được rồi quý vị ạ. Cả đạn pháo 155 ly và 105 ly nữa. Đấy là cái thông tin về gói viện trợ của Hoa Kỳ. Còn thông tin rất đáng chú ý nữa, xin thưa quý vị là với các hệ thống phòng không, cái hiệu quả của hệ thống phòng không Ariste của Ukraine vận hành ấy, thì mới đây quân đội Ukraine, các cái lữ đoàn vận hành những cái đơn vị này họ cho biết là nó có hiệu quả rất cao quý vị nhé. Các cái hệ thống phòng không do Đức viện trợ thời gian vừa rồi là Đức là cái bên mà viện trợ những hệ thống phòng không tiên tiến. Tất nhiên Ariste thì nó không có khả năng đánh chặn đạn đạo. Cái này là cần phải nói rõ. Rất nhiều bên thì họ nói nhập nhằng. Nhưng Hoàng thấy đến đâu thì Hoàng nói đến đấy. Ariste không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên nó là tiên tiến trong các cái tên lửa đánh chặn. Các hệ thống phòng không đánh chặn được các cái tên lửa hành trình và máy bay của đối phương. Và Ukraine cho biết hiệu quả đánh chặn của nó là gần như là 100%. Tức là mỗi tên lửa đánh chặn tung ra là một cái mục tiêu của đối phương bị bắn hạ. Có trường hợp hạn hữu quý vị nhá, may mắn họ cũng nói như vậy. Không phải là tưởng tượng ra những cái câu chuyện mà trời ơi đất hỡi giống như của phía Nga, không phải đâu. Họ cho biết là có một trường hợp là hai cái tên lửa của Nga nó bay gần nhau. Và một tên lửa đánh chặn nó lao ra và nó phá hủy cái tên lửa kia thì cái mảnh vỡ của nó lại văng vào cái tên lửa còn lại của Nga và nó cũng bị phá hủy luôn. Thì đấy là một cái trường hợp rất hạn hữu. Điều này gián tiếp bác bỏ các tuyên bố của Nga thời gian qua là họ đã phá hủy bao nhiêu cái radar của Ariste cộng với lại các cái hệ thống của nó. Không có đâu quý vị. Gần như là không có cái thông tin này. Bởi tại sao một cái thông tin mà một hệ thống Ariste mà nó bị phá hủy, nó là một cái gì đó nó rất là chấn động ở trên báo chí phương Tây đấy, ngay kể cả báo chí Ukraine. Nhưng Hoàng xem qua thì không có, mà những cái bên mà trích dẫn nguồn tin của Nga thì họ cứ trích dẫn ầm ầm, nhưng mà không có đâu quý vị nha. Hoàng không biết ở đâu ra những cái hình ảnh, những cái video đấy, nhưng mà Hoàng dám khẳng định với quý vị theo những cái quan sát của Hoàng từ đầu cuộc chiến giờ thì cái khả năng này là rất thấp. Không phải là hoàn toàn không thể xảy ra quý vị ạ, nhưng mà là cực kỳ thấp. Đấy, cực kỳ thấp để Nga có thể phá hủy được một hệ thống Ariste. Chứ đừng nói đến là việc là phá hủy rất nhiều rồi, theo những cái thống kê của Nga là rất nhiều rồi, thì không có đâu quý vị. Đó là một cái tín hiệu rất mừng đối với Ukraine. À, có một thông tin nữa mà rất đáng chú ý nữa. Đấy là các trực thăng tấn công của Nga ở ngoài mặt trận bây giờ là sẽ phải đối đầu với lại các UAV tấn công chính xác của Ukraine. Thời gian trước quý vị còn nhớ không ạ? Cái cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk thì Ukraine họ có dùng UAV để tấn công các trực thăng của Nga. Và đó là bước mở màn cho việc là bây giờ sẽ liên tục sử dụng UAV để tấn công các trực thăng của Nga tiếp theo. Và lực lượng trực thăng tấn công của Nga ở ngoài tiền tuyến bây giờ là sẽ gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Rất nhiều khó khăn. Rõ ràng là các cái UAV nó đang mở ra những cái tiềm năng mới cho vũ khí chiến tranh, bao gồm cả trinh sát và tấn công, rất là mạnh mẽ, rất là rẻ tiền đúng không ạ, và rất nguy hiểm đối với bên nào phải đối đầu với một lực lượng của đối phương mà có nhiều UAV đến thế, rất là khó khăn. Đó. Về tình hình ở Kursk thì hôm nay không có nhiều biến động quý vị ạ, không có nhiều biến động. Cả Ukraine và Nga thì đang có vẻ như đang cầm giữ nhau, nhưng có một thông tin đáng chú ý đó là ông Putin thì ông trực tiếp ra mặt, ông ấy cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy hạt nhân Kursk. Thực ra, ở đây quý vị, thực ra ông Putin ông không tuyên bố đến điều này thì Hoàng chả nghĩ đến đâu. Nhưng rõ ràng quý vị thấy không ạ, là những cái tuyên bố của Nga thời gian vừa qua về việc là Ukraine tấn công cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát của Ukraine. Đến bây giờ có thể khẳng định là nó là vớ vẩn. Tại sao đấy quý vị? Bởi vì là nếu như Ukraine mà làm thế đúng không ạ, họ sở hữu những cái UAV như này thì họ hoàn toàn có thể tấn công các nhà máy điện hạt nhân ở bên trong lãnh thổ Nga. Chứ không cần phải tấn công cái nhà máy điện hạt nhân ở trên lãnh thổ yêu quý của đất nước của mình đúng không ạ. Không có dớ dẩn như vậy. Thế nhưng mà Ukraine họ chẳng tấn công. Ngay cả cái nhà máy điện hạt nhân Kursk quý vị để ý không ạ. Tất nhiên là thời gian tới nó có thể là nó xảy ra một cái vài cái vụ tấn công nào đó và có thể là Nga ngụy tạo điều ấy. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tại sao đúng không? Chúng ta đặt câu hỏi, tại sao đến thời điểm hiện tại Ukraine không tấn công phứa vào cái nhà máy hạt điện hạt nhân này đi? Đấy, mặc dù họ có phương tiện để tấn công đúng không ạ? Mà họ không làm. Mà họ lại đi tấn công một cái nhà máy điện hạt nhân của chính mình đúng không ạ? Và trên chính đất nước của mình. Và quý vị biết đấy là ở đây nó không phải cái câu chuyện sở hữu hay không sở hữu, mà nói đến cái câu chuyện phóng xạ đúng không ạ? Nó đủ có thể làm cho mấy thế hệ của Ukraine bị ô nhiễm.
giống như là cái thảm họa của Chernobyl. Vậy thì Ukraine họ có dồ dại đến nỗi mà họ đi tấn công cái nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt trên lãnh thổ, chính lãnh thổ của họ không? Nói chung thì chúng ta thấy ngay đúng không ạ? Nga nhiều nhà máy điện hạt nhân lắm, và nếu Ukraine thực sự rắp tâm làm điều này, họ điên đủ điên rồ làm điều này, bởi vì là các nhà máy điện hạt nhân này nó tổn thất quý vị ạ, thì nó sẽ giải phóng xạ hết cả châu Âu bao gồm cả Ukraine, chứ chả phải là riêng ở trên đất Nga, mà cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thì nó lại càng như thế. Thế nó họ chả dại gì mà họ tấn công như vậy. Nhưng mà bây giờ ông Putin đã chính thức tham gia cái câu chuyện tuyên truyền này của Điện Kremlin rằng Ukraine đang nhắm đến cái nhà máy điện hạt nhân này. Quý vị còn nhớ hôm trước Hoàng từng thưa chuyện với quý vị điều gì không ạ? Ukraine chả có cái lý do gì mà nhắm đến cái nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga đâu. Đấy, họ bây giờ ấy, họ nhắm đến một mục tiêu mà gần như chắc chắn rồi, quý vị để ý xem là Nga bây giờ đang chần chừ điều quân trở về, nhưng đến lúc nào đó là Nga sẽ phải điều quân trở về ứng cứu Kursk. Họ chỉ nhắm đến mục tiêu này thôi. Đấy, tất nhiên là báo chí phương Tây đúng không ạ, hay là các cái chính phủ họ đều có cái nhận định của mình, nhưng mà họ đưa ra ngoài công chúng thì họ đang có những cái nhận định rất là dè dặt. Nhưng Hoàng, bởi vì Hoàng chả ràng buộc gì đến cái chính phủ nào cả, Hoàng không nói sai thì cùng lắm quý vị cười cho một trận thế là xong, thì Hoàng dám can đảm khẳng định với quý vị mục tiêu quan trọng nhất của Ukraine là dụ quân Nga quay trở lại ứng cứu Kursk. Và nếu còn kiên trì không ứng cứu Kursk thì họ vẫn cứ đánh dữ lên để Nga phải quay vào ứng cứu Kursk. Và không một cái cơ hội nào tốt hơn cho Ukraine để mà tiêu hao nguồn lực của Nga bằng cái việc là tấn công vào Kursk này đâu quý vị ạ. Nó là một chiến thuật rất là hợp lý thôi. Đấy, còn bao giờ mà Nga ứng cứu cái khu vực Kursk này thì quý vị hỏi Hoàng thì Hoàng không có thể tiên liệu được trước. Nó có thể là đôi ba tuần, nó cũng có thể là 2-3 tháng. Nó không quá dễ dàng để dự đoán chính xác thời gian đâu quý vị ạ. Cũng có thể Nga chờ kết thúc xong cái khu vực Pokrov, một cái khu vực mà Hoàng thấy là nó cũng đang khá nguy ngập đối với Ukraine. Ukraine mới đây, đây là khu vực Torres thì Nga cũng đang tấn công rất là dữ dội quý vị ạ. Avdiivka, đây Pokrov đây quý vị ạ. Thì mới đây là có thông tin là Ukraine, quân đội Ukraine đã lùi lại ở trên cái hướng Pokrov này rồi. Đấy, và tránh cái tình trạng bị tiêu diệt, bị bao vây. Quý vị thấy là khi mà Avdiivka thất thủ thì cái mũi tiến công này của Nga đúng là người ta nói là bại binh như núi lở. Ukraine mất đi cái phòng tuyến Avdiivka này thôi là quân Nga tràn lên một cách khá là mạnh mẽ đúng không ạ. Từ đây, từ cái khu vực Avdiivka này mà tràn lên nó phải là mấy chục km rồi. Đúng là một cái trận chiến tai hại của Ukraine. Mà không phải lỗi do họ, mà do phương Tây đã trì hoãn cái vấn đề cung cấp đạn pháo. Đúng là không đáng một tí nào. Đấy, và họ đang tiến đến Pokrov. Nhưng có lẽ là Pokrov sẽ là một cái mục tiêu mà sẽ rất khiến Nga tốn rất nhiều súng đạn nữa mới có thể chiếm được. Và nó khiến cho quân Nga khá là mệt mỏi. Nhưng chiếm xong Pokrov, nếu giả sử như họ có thể chiếm được, bởi vì họ không dám chắc được cái tình thế sắp tới, thì họ sẽ dồn quân về Kursk, hoặc là chiếm được 1-2 thành trì nào quan trọng nữa, giả sử như Torres hay là Chasivya chẳng hạn, thì họ sẽ phải dồn quân về Kursk. Họ cũng không thể để tình hình của Kursk nó quá lâu dài như vậy, trở thành một cái rằm trong thịt của nước Nga đúng không ạ? Một cái khu vực mà rất nhức nhối. Và điều đó chắc là Ukraine cũng đang đợi sẵn. Hôm nay thì ông Modi, thủ tướng Ấn Độ có ghé thăm Ukraine. Đấy. Và cũng là một vài cái động tác gọi là nói chung là ngoại giao quý vị ạ, ngoại giao. Đấy. Ấn Độ thì cũng không có rõ ràng lắm về việc là phê phán Nga ở trong cái cuộc chiến Ukraine này, nhưng mà họ cũng không phải là một cái bên mà nó quá chề bựa. Tuy nhiên quý vị thấy không ạ, là cái việc mà làm lành giữa Nga và Ukraine bây giờ bằng lời nói suông thì không đủ khả năng đâu quý vị. Trừ khi quý vị biết không, ở trên thế giới này có một nhân vật có thể làm được điều này, trừ khi ông ta lên nắm quyền ở Mỹ sắp tới. Ở đây là cái nhận định của Hoàng thôi quý vị nhá. Quý vị có thể là ok hoặc không ok, nhưng quý vị cũng không cần phải quá mà sát hay chỉ trích nhau hay là quá bất bình gì đâu. Hoàng nghĩ là ông Trump cũng có thể. Đấy, có lẽ là chỉ mình ông Trump thôi. Nhưng thực ra thì có lẽ thôi quý vị, chứ còn
ở cái khả năng hiện tại bây giờ thì khó lắm. Khi mà ông Putin ông đã cất quân xâm lược Ukraine rồi đúng không ạ? Và ông ta cũng bị làm cho muối mặt rất nhiều rồi sau khi mà không thể tiến đánh Ukraine nhanh chóng đúng không ạ? Rồi, bực tức với lại các tướng lĩnh của mình rồi lại phải rút quân ở miền Bắc về miền Đông tiến công ở miền Đông. Sau đó là xoáy hạ Moscow bị đánh chìm. Rồi là đủ các cái mục tiêu ở sâu trong nội địa Nga, cứ hết cái mục tiêu này bị tấn công đến mục tiêu khác bị tấn công thì Putin nói chung là bây giờ ông ta cũng rất bực. Đấy. Rất bực như thế này thì làm nào để mà kết thúc cái nỗi bực dọc của ông ta? Có lẽ với những người hiếu thắng ở trên đỉnh cao quyền lực cũng như là đầy cái sự tâng bốc nịnh bợ của các cơ quan tuyên truyền và cấp dưới của mình thì không gì có thể làm ông ta thỏa mãn bằng việc là săn bằng đất nước Ukraine như cái mục tiêu ban đầu đề ra nhưng chưa đạt được. Và vì vậy nên là Donald Trump cũng chưa chắc là có thể làm lành. Làm lành thế nào được? Ông Modi sang Ukraine làm lành. Ông ta bảo Ukraine hãy từ tốn thôi. Đấy, bắt tay với Nga đi đúng không ạ? Nói chuyện với Nga đi. Nhưng mà Ukraine thì thừa biết rằng là không thể nói chuyện với Nga trong mọi trường hợp được. Bởi vì là gật đầu hôm trước thì hôm sau họ lật lọng, họ lắc đầu luôn. Khó lắm. Trong cuộc chiến này thì quý vị cũng thấy ngay rồi nên là chắc lại chả có chuyện gì xảy ra đối với các cái hoạt động ngoại giao này đâu. Thì Hoàng tường thuật qua với quý vị như thế các nhận định của mình trong mấy hôm nay. Vâng, không có quá nhiều cái thông tin mới để gửi tới quý vị. Đấy. Ngoại trừ một cái thông tin nữa, đấy là một cái con phà chở đầy cái nhiên liệu của Nga đã bị chìm ở khu vực eo biển Kerch, cái cảng gọi là cảng Kapkaz. Và dường như cái cảng này đã bị dừng hoạt động sau khi mà cái con tàu này nó bị, cái phà này nó bị đánh chìm. Một cái vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine và chưa rõ cái loại tên lửa nhưng rất có thể là ATACMS hoặc là Neptune. Hoặc thiên về khả năng Neptune hơn. Cái phà chở đầy nhiên liệu và nó đã bốc cháy rất dữ dội, sau đó thì nó chìm quý vị ạ. Và Nga dường như là đang càng ngày càng khó khăn trong việc sử dụng cái con phà này, cái bến phà này để trung chuyển các cái chuyến tàu, chuyến hàng nhiên liệu và hậu cần cho Crimea. Nói chung thì bây giờ Ukraine gớm lắm. Cái năng lực tấn công tầm xa của họ là đang càng ngày càng ghê gớm. Tên lửa thì họ bung ra ít chứ UAV thì nhiều. Đấy. Vâng, thôi xin được chuyển sang cái phần giao lưu hỏi đáp câu hỏi đấy, và trả lời câu hỏi của quý vị. Vâng, xin mời quý vị. Xin cho Hoàng 3 dấu hỏi sau các bình luận của quý vị và Hoàng sẽ khó bỏ qua chúng hơn. Quý vị Hoàng Hà, 5 sư đoàn tinh nhuệ Nga đang trở về cứu Kursk. Chưa có thông tin này đâu quý vị nhé. Chưa có thông tin xác nhận về điều mà quý vị vừa bình luận đâu. Quý vị Hồng Sơn Nguyễn có bình luận là Thủ tướng Ấn Độ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Chính xác. Nói chung là những cái thông tin này thì Hoàng chỉ điểm qua với quý vị thôi, bởi vì Hoàng nghĩ nó chả có gì quan trọng cả. Đến thì cứ đến thôi đúng không ạ? Ngay cả khi ở đây người ta có tuyên bố là Ukraine hy vọng Ấn Độ sẽ tham gia thông cáo chung của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cuối năm thì Hoàng nghĩ là Ấn Độ cũng khó tham gia lắm. Nó còn nguồn lợi khí đốt của Nga, dầu mỏ của Nga ầm ầm chảy vào túi đúng không ạ? Với chiết khấu rất cao. Đấy, đang là tiềm năng thay thế cho cái thị trường Âu Mỹ thì tội gì mà ngồi vào cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình vô bổ đó đúng không ạ? Không có ý nghĩa gì ngoại trừ cái ý nghĩa về chính nghĩa đúng không ạ? Phù thiện trừ ác. Nói chung thì ở trong cái xã hội ngày nay quý vị sẽ không thể hy vọng quá nhiều vào người ta ở cái phương diện là soi xét chính nghĩa đến đâu, đặc biệt là các chính trị gia quý vị ạ. Chính trị gia ngay cả phương Tây cũng thế thôi, quý vị thấy ngay. Quý vị Hùng Mai Minh Hiếu, cuộc tấn công sân bay Nga mấy giờ liền vừa qua có thể coi là một trận chân châu cảng trên đất Nga. Quý vị liên tưởng cũng rất hay quý vị ạ, nhưng tuy nhiên Hoàng thấy là cái trận chân châu cảng ấy nó thực sự là nó là một cái
cái chiến dịch mà nó rất là tinh hoa về binh pháp, và nó thực sự là nó mang một cái ý nghĩa nào đó lớn hơn tất cả các cuộc tấn công của Ukraine vào đất Nga cho đến thời điểm hiện tại, phải nói là như vậy. Có một cái chiến thuật của người Do Thái tấn công vào những cái nước Ả Rập ấy, mang tên là chiến dịch Mốc ấy, mở đầu cho cái cuộc chiến tranh 6 ngày mà Do Thái đã giành chiến thắng, thì Hoàng thấy là nó có thể so sánh với lại trận Trân Châu Cảng này. Tất nhiên về quy mô thì nó không thể lớn bằng cái lực lượng mà quân Nhật đã tung ra để tấn công bất ngờ vào quân Mỹ ở Trân Châu Cảng. Tuy nhiên là cái mức độ chính xác của nó thì cũng rất ghê gớm, và thực ra thì người Do Thái đã thành công hơn trong cái chiến dịch đấy so với người Nhật. Người Nhật thì trong mấy cái mục tiêu ấy, tấn công vào cảng Trân Châu ở Hawaii của Mỹ thì họ đã bị trượt mất, trong ba cái mục tiêu trọng yếu thì họ bị trượt mất cả ba quý vị. Ông đô đốc Yamato, ông giao cho cái ông phó đô đốc ấy, phụ trách cái điều phối cuộc tấn công này ấy, ba cái mục tiêu. Một là tiêu diệt tối đa các cái tàu chiến của Mỹ. Đấy, lực lượng nòng cốt của Mỹ ở đây thì cũng không làm được. Tổn thất nhất định nhưng không phải là tiêu hao cái quân chủ lực của Mỹ ở đây. Nó có một cái may mắn của Mỹ, đấy là một cái hạm đội của họ đã ra khơi và tập trận vào ngày hôm đó. Các cái tổn thất khác của họ sau đó thì cũng được khắc phục, bao gồm một vài tàu chìm ở cái cảng Trân Châu đấy, thì sau đó được trục vớt lên và sửa chữa lại rất nhanh. Mục tiêu quan trọng hơn nữa đấy là cái công xưởng hải quân ở Hawaii này, gần như nó không bị động đến. Kho nhiên liệu cũng không bị động đến, và căn cứ tàu ngầm cũng không bị động đến luôn. Đó, quý vị thấy đấy là lần trước đúng không ạ? Lâu rồi Hoàng không nhắc đến câu nói này, nhưng phải nói là câu nói này rất là hay. Hoàng không biết là của ai, nhưng mà phải nói là rất hay. Của một quý vị khán giả bình luận cho dân nghiệp dư thì nói đến chiến lược, còn chiến lược gia thì phải nói đến hậu cần. Quý vị thấy Yamato, ông ta quả là con người rất là thông thái đúng không ạ? Và đưa ra những cái sách lược mà tấn công rất là chuẩn chỉ. Tấn công vào công xưởng hải quân, tấn công vào kho nhiên liệu, tấn công vào căn cứ tàu ngầm. Rõ ràng đây là tầm nhìn của nhà chiến lược gia. Đấy, Hoàng không dám bàn luận gì về điều này cả, bởi vì đơn giản là Hoàng thấy nó quá chính xác. Đấy, quá chính xác. Nhưng mà cấp dưới của ông ta thì đã không thể điều phối làm được điều này. Thế còn các cuộc tập kích của Ukraine thời gian vừa qua thì nó không mang cái tính chất mà nó gây sốc như Trân Châu Cảng. Có lẽ chúng ta có thể nói là nó là những cái cuộc tấn công mà tiêu hao rất là xuất sắc thì hợp lý hơn. Bởi quý vị thấy đấy là Nga thực ra họ không bất ngờ về các cuộc tấn công này. Và không có một cái cuộc tấn công nào có quy mô đủ lớn để so sánh với lại Trân Châu Cảng về mức độ, cái khả năng xoay chuyển cục diện của chiến tranh. Đấy. Nhưng mà nó cũng rất là đáng sợ với Nga đấy quý vị. Nhiều khi quý vị ạ, bệnh mãn tính đúng không? Thì lại còn khó chịu và đáng sợ hơn là bệnh cấp tính. Bệnh cấp tính phải chữa nhanh, nhưng chữa được rồi thì là không phải lo lắng về nó nữa. Chứ những cái cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine như thế này, và càng ngày nó càng khoét sâu vào cái điểm yếu của Nga nó mới đáng sợ. Quý vị Nguyễn Dạng, không có thông tin nào cho thấy là tàu ngầm của Nga lại vừa bị hạ quý vị nhé. Quý vị Tám Keo nói đúng, đó là phương Tây đã vạch ra cái ranh giới đối với Ukraine. Và thực ra thì không phải là chỉ liên quan vũ khí của phương Tây, mà họ còn đang không cho Ukraine tấn công UAV vào khu vực Moscow. Nên quý vị nói là, theo quý vị thì Ukraine có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên đất Nga cũng được, nhưng mà làn danh đỏ tư dinh của ông Putin là không được đụng đến. Thế Hoàng nghĩ là quý vị nhìn ra cái mấu chốt của vấn đề.
Mai Vũ, nghe thì nghe, không nghe thì đi chỗ khác. Ở đây không có nhóc con nào cả nhé. Quý vị Cường Nguyên, Nga còn nhiều phòng không để mà rút về không đúng không ạ? Họ cũng còn khá khá quý vị. Nhưng cái vấn đề là đất Nga rộng lắm, không đủ phòng không để, ngay kể cả trong cái trạng thái mà Nga dồi dào hệ thống phòng không nhất thì cũng không đủ để phòng thủ hết đâu. Đừng nói là cái thời điểm hiện tại khi mà rất nhiều cái hệ thống nó bị tàn phá rồi.